Ok, mình sẽ có một chút về map Ibox đây. Đấy, một cái map mới. Giả sử cho một tình huống bắn bom sai. À, thì em có những cái lab ở những vị trí nào trên đây? Đấy, em có thể hướng dẫn mọi người. Thường thì... Đây, thường thì em có những cái lab gì? Thôi được, dễ plan nhất à. Này, trong giải đa số là ông nào chơi... Đấy, đấy à. Trong giải ông nào chơi say ấy, là hay có cái trò mà đu dây như thế này. Rồi. Đu dây lên đây này. Ừ. Đấy, thì sẽ plan đây đúng không? Plan ở đây. Rồi, ok, và lên ở đấy. Đấy là cơ bản, cái đấy là cơ bản đúng không? Ờ, đấy, thông thì ra ngoài này lớp, đây anh đứng như này. Anh lớp ra, đứng đây thì anh vừa cái flank này, nó lo đồng đội còn trong sai. Đấy, anh đứng anh nhá như này. Đấy, nhá nhìn flank thôi, còn đồng đội chết. Cái này chơi con Marine, anh phải đá map. Anh phải đá map rất nhiều bởi vì khi... Nhìn map rất nhiều để xem rồi, đồng đội có gì đúng coi đồng đội chúng nó, coi đồng đội chúng nó làm gì. Thật là nhiều người kêu chơi cái này là nó hơi thí. Đúng. Nhưng mà cái này là kết quả... mình chơi về kết quả cuối cùng. Đúng. Đấy. Cái mũi tên này nè. Cái mũi tên gần như cái thành này. Rồi. Đấy, anh đặt ở đây có cái thành đen đen này. Đây cái thành đen đen này ở đây nè. Ờ biết rồi, nhưng mà như thế thì nó dễ bị quên quá nhỉ? Không không gì. Anh chơi nhiều anh sẽ nhớ bởi vì cái túp ấy kiểu anh mà nhìn quen thôi, cái túp là cái chỗ này nè. Đấy, anh chỉ cần rồi đấy, anh cái mũi tên này để đây thôi. Nhích sang bên trái mũi tên tí thôi. Nhích sang bên trái mũi tên tí. Cái này không cần phải căng chuẩn, nhích sang bên trái tí bắn là dính rồi. Mà cái này rất là hay nhá, là chúng nó không đứng như này được, đứng này bị đốt rồi. Vậy là sẽ bị đốt hết ở dưới đấy. Nó khó như thế. Ok. Vậy là nếu mà pot plan ở đây, pot plan ở vị trí này. Đây. Đây đúng không? Rồi ok. Thì mình bây giờ với một người như anh thì anh cũng về cái cảm quan không gian của anh nó không tốt lắm. Thì mình sẽ có thể là ping ở bom ở đây, đúng không? Đấy, mình gióng lên đây. Đóng lên đấy, thế thôi xong. Đơn giản. Đấy. Nói thì, gì thôi. New trick rồi nhá. New trick. Ping bom ở đây, ping bom ở đây, gióng lên cái chỗ. Gióng lên. Hợp lý không? Bị ngang cái thanh đen ở trên là được. Ok, thế là bấm thôi à? Bắn thôi. Rồi check xem. Qua nhà thấy anh tôi phát hiện chích mới lúc nào không hay. Hay mà, ui. Chả hiểu. Bây giờ ví dụ mà đúng. Một cái là nếu như mà bản thân các bạn, cái cảm quan không gian bom của các bạn không tốt, ví dụ mà các bạn có thể đến đây đúng không? Các bạn ô đặt đây là sai đúng không? Đấy, nếu chuẩn đúng không? Bật map lên ping của bom. Đấy, gióng của bom lên. Đấy, sai. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ có một cái vấn đề này. Bản thân em bắn nhiều thì em sẽ sóng được, em sẽ kiểu quen. Nhưng bản thân bọn anh thì bọn anh sẽ bị mất cảm quan không gian. Đấy, bọn anh ping rồi. Đúng không ạ? Cày đấy nhờ. Không, đấy là anh ngồi trong nghĩa đầu ạ. Bây giờ khó thế nhờ. Đấy là vì do vừa anh giật mình, anh bảo là khó thế này thì làm sao mà bắn trúng nhỉ? Thế dựng trong nghĩa đầu ạ. Thế bây giờ ví dụ mà ping của bom. Ping của bom thì sao nhỉ? Thế ping của bom ấy. Ôi giời ơi. Nó lại là hợp lý luôn. Còn ở chỗ nào ở khu vực này nữa? Thì default đấy. Default đấy. Đấy. Default là ví dụ đây đi, khu vực này. Đó nhỉ. Đấy, đúng không? Hay ví dụ như thường là sẽ có mấy ông hay plan ngay cổng. Đúng đúng, đây cũng là một nơi hay plan này. Để chúng nó hay thường bấm nhầm nút đu dây. Yes sir. Ok. Thì này thì dễ thôi, anh đứng này. Căn ngay khúc này này. Ok. Căn nó thẳng hàng này đúng không? Rồi xong anh đây nhá. Đây là có cái này này. Cái em biết gọi là cái gì? Nói chung đây này, anh kể này. Ôi thế thì dễ, cái này thì dễ. Cái này thì đơn giản. Ok. Cái này đơn giản, thì còn góc nào nữa không? Ví dụ góc backside, em có góc backside không? Backside có. Backside ví dụ như này, backside plan thùng này. Cái này thì ít sử dụng. Ít sử dụng. Cái này thì đặt bên ngoài à? Đây, plan này. Rồi. Thế mà hầu như là đa phần mọi người cũng chả backside ấy, thường ấy, plan backside để bắn clutch. Đúng. Chứ không hề nào không ai bắn rồi. Đúng rồi. Thế tiếp theo đi, mình còn chỗ nào nữa? Ví dụ là còn góc bình thường là dựng tường đấy, đây quả dựng tường đấy, hợp lý. Góc này thì còn em có hai chỗ rồi. Cơ bản là plan đây xong đúng không? Em sẽ phải chạy ra đây này. Lúc này thì hơi khó cho các bạn viewer bởi vì kênh em á dạy layup là buộc anh em phải bật setting cao. Bởi vì nó liên quan tới cái vết. Nó không phải vết nữa ra. Thì anh kia layup là bình thường, bình thường là nếu mà tắt đi thì sẽ không nhìn thấy cái vết đấy. Đúng rồi, không
tắt đi vẫn thấy nhưng mà nó sẽ mờ hơn. Thì bây giờ em cứ tắt đi đi. Cứ tắt đi đi. Ok. Không, ý là em bật luôn cho các bạn dễ. Ok ok. Để nét hơn đúng không? Bây giờ mình sẽ đứng nè. Anh căng cho dọc chỗ này nè. Ok. Dọc chưa? Đã dọc dữ chưa? Đâu rồi, không. Chỉ cần như này thôi. À, chỉ cần phim phim thôi đúng không? Ok. Thì ở đây là có cái đèn đúng không? Ok, có cái đèn. Đuôi cái đèn này giống ra có cái thanh ngang này, thấy thanh ngang này không? Rồi thấy rồi. Rồi, chỉ cần đặt tầm giữa giữa từ đây nhá, nhích lên cái này xíu thôi. Đấy nó sẽ như này. Cái này khó nhớ thế nhở? Thì đấy, bởi em nói rồi, cái Icebox nó ít người chơi Dream Map này lắm. Cho nên là cái layout nó rất là khó nhớ. Rồi, thế bây giờ mình có một cái vào bên ngoài, có cái khác không? Còn cái khác không? Ví dụ anh lock được mid đi. Anh lock được mid đi thì anh đi tới đây đúng không? Anh blend xong thì anh làm gì đó không cần biết. Hay ví dụ hai thằng trong sai, anh vòng được mid hay gì đấy, anh đứng này bật quy lên. Cái này là mình căng bằng cái kỹ năng này nè, đây này. Ờ rồi. Đây nhá, anh em nghe đây nhá. Đấy. À, nó sẽ là cái đặt ở cái phần chỗ cái thanh ngang này. Cái thanh đây cái thanh này. Đấy. Thanh trên cơ á. Ờ. Khó chưa? Đấy thì đặt cái... giống giống cái smoke, cái rồi. Căn của smoke. Cái kỹ năng smoke. Cái smoke. Ok. Sau khi mà tôi học xong cái layout này tôi nghĩ rằng là cái nơi mà tôi muốn đặt nhất và tìm mọi cách đặt một ở đây. Đó, một ở đây. Đấy, hai là trên này. Khó nhớ lắm các bạn ạ. Bình thường một map xài sẽ như... trung bình một sai phải có nhất ba cái layout. Ờ, ba layout để thay đổi tất cả những đúng, cái đúng rồi, tại vì có những trận đấu mà người ta bắt được cái nhịp layout của mình thì người ta đi phăng nhanh lắm. Đúng, cho nên là cũng phải đổi vị trí rồi. Cái này default nhá, default cực kỳ dễ nhớ. Default rồi. À, đứng ngay chỗ cái tam giác này thôi. À, ở đây có cái thùng này. Có cái chữ này, thấy không? Rồi, số. Đấy, kê ngang qua thế này, xong. À, này cơ bản. Thế có cái nào mà nó cứng lên rời không? Cứng lên có này. Dưới trước đi. Dưới đi. Anh blend rìa đúng không? Thường blend rìa ngoài này là để tránh đối phương trả molly với trả đồ. Được, đúng. Đấy, hợp thì, lý. Cái này khó hơn nhá. Đây nhá, căng giữa đây nhá. Right here. Đứng đây. Rồi. Thấy cái bảng này không? Rồi, chống chân trượt rồi. Cái đuôi bảng này. Rồi. Cái đuôi đầu nhọn này nhá. Đặt cái hình vuông của trái molly lên cái đầu nhỏ này. Rồi cái hình vuông mà cái trái của trái molly á. Đâu à, nhầm trái smoke. Trái smoke. Đấy, đặt smoke. cái bốn cái hình vuông ấy, bốn cái hình vuông bên dưới các bạn nhìn đấy, đặt cái ở đây rồi, ok, rồi, đặt vào đấy. Yes sir. Thì nó sẽ cái này phải có anti sẽ câu được thang, hoặc không là phải bắt thăm minh. Anh thích mấy cái cừng bên dưới này. Còn trên chỗ này thì chỗ này là đặc biệt hơn thôi nhá, chừng nào team chiếm được bắt sai mới blend chỗ này. Spectra. Ok. Cái này thì cũng đơn giản. Cũng chỗ này luôn. Ông nào chả đơn giản. Đấy. Cái này luôn, nhưng mà anh nhìn ở đây nhá. Ở đây có cái hình caution này, cái hình cảnh báo. Ok. Cái ô màu đen ở giữa này. Anh để ý cái đuôi này nhá. Ok, đuôi màu đen màu giữa. Rồi. Đặt cái thanh Molly đúng không? Đúng rồi, cái thanh ngang giữa trái Molly và cái Steam ấy. Đặt như này. Ok. Đấy, và cái đuôi nó như này. Rồi, ok. Hiểu chưa? Nó gọi là khít luôn đấy. Nó khít luôn đấy. Thì nó như này. Út cô. Này kinh chứ nhỉ? Thì nó tới. Ôi. Không sần. Đúng rồi. Này. Ui. Sao nảy cao nhỉ? Ui. Nó nảy là đáp là nổ luôn. Kiểu nó khít luôn đấy. Nó khít luôn. Hay đấy. Thế còn không? Bóng xe bên này còn gì đâu? Thì này là lớp cơ bản. Cơ bản. Nâng cao luôn. Lớp nâng cao là lớp clutch. Layup để clutch đúng không? Ok. Clutch nha, đầu tiên lớp backside. Ok. Đây, backside này hầu như là phải đứng ở chỗ khu vực này rồi. À, thì thường sẽ walk về Snowman đúng không? Được. Thường ấy, khi anh em walk về tới đây ấy là sẽ nghe đối phương rotate từ mid này. Và rotate từ cái Ori này rất đông này. Đấy, bắt thăm mình trong đó thì mình phóng lên đây. Đứng ngay nhá. Ok. Nhìn lên trời. Thấy cái ngôi sao này không? Ngôi sao sáng nhất à? Nhưng mà bây giờ tắt hai đi, có nhìn thấy ngôi sao? Vẫn thấy. Vẫn thấy ngôi sao. Đấy. Rồi, ngôi sao sáng nhất. Ở đây thì có ngôi sao sáng nhất. Đấy, nói chung là anh em chỉ cần đứng ở đây thôi, nhìn lên một phát là thấy luôn này. Ok. Đấy, bắn rồi. Đấy, đặt tâm vào cái ngôi sao đó, bắn rồi. Ui, ngôi sao này sinh ra như kiểu để light up ấy nhở. Xong mình sẽ di chuyển lên khu vực heaven này. Đúng rồi, diễn đây hoặc là xuống snowman cũng được, tùy. Bắn sao đó là tùy anh. Được. Rồi, cái thứ hai là... Hồi nãy cái chỗ này nó cũng là một cái chỗ để bắn clutch này. Đứng đây nhá. Right here. Đây. Cái này. Cái nào? Đây này. Tức là cái cục gần này với cục xa này ở đây có cái điểm giao nhau à. Cục đen đen này. Đứng sát vào đây sẽ có điểm giao nhau.
Tạc tâm nha này. Bị lệch ra một tí đúng không? Đấy. Ok. Nâng cao hơn nữa. Nâng cao hơn nữa. Trên này. Ok. Trên này thì nếu mà đã cố tình blend trên này thì phải blend sát hẳn ra ngoài đây ngay đây nha. Ok. Quay mặt ra được không? Đúng rồi. Đấy, thì cũng là góc này. Cũng là góc này nhưng mà anh sẽ để ý cái phần này nè. Cái chỗ này là điểm đặt tâm. Thường rồi. Em sẽ kêu các bạn chỗ này là điểm đặt tâm và quy lên. Thấy cái mũi tên ngay cái chỗ trên cái trái moly không? Cái mũi tên của cái anh em để ý cái mũi tên trên cái con chuột bấm bắn moly ấy. Đặt cái mũi tên nó vào cái giữa đây nè, cái đoạn này nè. Right here. À, như này nè. Hiểu chưa? Nó bị lệch một tí đấy. Không, anh cứ đặt cái giữa cái mũi tên vào giữa thôi. Molly. Ai à? Được quá nhỉ. Kiểu là khi mà nhưng mà bắn mấy cái này thì anh nghĩ rằng là nếu mà cái mức độ hiệu quả, ví dụ như là nếu mà dùng mức mức độ hiệu quả thì anh nghĩ là cái trái mà cái trái dưới cái trái này, à, trái này. Cái trái này thì cái mức độ hiệu quả nó sẽ ok hơn, bởi vì bọn nó sẽ không biết được là cái moly moly sẽ đi đường nào, tại vì bắn đây thì hầu như nó sẽ biết rồi. Không ạ. Không ạ. Bắn cái mức rành của em ấy là tụi nó nhìn phát là biết em đứng đâu luôn rồi. Chỉ có mấy cái trái nào mà hở ra ngoài bi mên tụi nó mới bị ấy thôi. Ồ, đây cái một quả cứng này. Đấy, quả này là cực kỳ thích luôn. Nhưng mà những quả này thì khuyến nghị là nên có anti rồi mới xài. Đúng. Nhưng mà nếu như mà cái mà anh thích nhất của cái con này ấy, nó là gì ạ? Nó là cái khu vực này. Đấy. Thích nhất cái này luôn, thề ngấm luôn cái này mà cái này còn thí được đồng đội. Ơi, ngày xưa em cũng như anh. Ngày xưa em cũng như anh. Ơi, cái này. Cái ở giữa, cái màu đen ở giữa. Đây. Tôi đặt ở đây rồi. Ngày xưa em cũng như anh ấy, lúc mà em học lại lúc ngày xưa em cũng như anh luôn, là em cứ bị nhầm cái thanh lai ngang. Đây đúng rồi, bị nhầm thanh ngang. Học hành nó phải cẩn thận các bạn nhá, các bạn phải đặt đúng thanh ngang nhá. Phải ôn đấy, phải ôn. Đúng rồi, cái này phải ôn bài đấy. Bây giờ cái thanh bên này này, thanh ở giữa cái quả moly và cái cờ sở tim baby cần này, các bạn cho vào giữa này đó. Cái này sai rồi, hiểu chưa? Cái này dễ hụt rồi. Đấy, biết ngay mà. Ui, em nhìn phát em biết hụt luôn, tại vì kiểu cái technique á, cái technique lúc em lên lớp em chỉ anh á là đặt ở đâu, đặt ở dưới, đặt cái điểm đặt tâm này đấy. Đúng rồi, đấy. Đúng chuẩn này luôn. Đúng chuẩn như này luôn. Ở giữa này luôn. Không phải là ở giữa. Cái đuôi bên trái của cái hình vuông. Đấy. Đặt thanh ngang vào cái đuôi bên trái cái hình vuông. Đấy, như thế thôi. Cái quả nãy em nhìn anh đặt một phát lại biết nó hụt luôn mà. Thế à? Em nhìn được ra. Em nhìn phát là biết hụt luôn rồi, tại em bị cái này nhiều rồi. Yes sir. Ok. Mà còn một cái nữa. Cái này siêu nâng cao. Siêu nâng cao luôn à? Ở BCB. Cái này trên clip em chắc nhiều bạn cũng thấy rồi. Nhưng mà cái này siêu nâng cao đây. Ok, đặt ở đấy. Em nói thật với anh nhá, cái này em clutch liên tục bằng cái layup này. Anh đặt xong ở đây là tụi nó sẽ rotate, nếu mà đi chung với nhau là về đa số về Snowman hết. Anh hiểu không? Đấy, xong rồi anh tới đây là anh bắt người thôi, xong anh đứng đây này. Tụi nó nghĩ anh sao bao rồi, tụi nó lên tụi nó gỡ luôn thôi, tụi nó không bắt anh nữa đâu. Ok, cái này nhá. Cái vạch vàng này thấy không? Ok. Cái này là cái điểm giao nhau, cái điểm đặt tâm nha. Rồi, điểm đặt tâm. Đặt cái kỹ năng Steam Beacon lên. Rồi, Steam Beacon. Rồi, đuôi ở Steam Beacon. Đấy, như thế này. Ok. Anti trước. Anti trước. Moly sau. Như thế này. Ok. Open up the sky. My ultimate Molly. Thế mình sẽ di chuyển thế nào ra bắn nhau bọn nó? Sẽ đi chuyển đường này lên luôn, đường này bay này. Gì thế nhỉ? Ôi. Ok. Cái màn hình anh thấy anh đặt xa quá, nhìn không kỹ. Từ. À đây. Rồi. Cái màn anh thấy anh bị xa quá anh em ạ, nhìn không kỹ, nhìn không kịp. Sorry. Rồi. Rồi mà đấy. Nó sẽ như thế. Nó sẽ như thế đúng không? Đấy, nó sẽ như thế này. Đúng rồi. Cứng đến đây đúng không? Steam Beacon. Đúng rồi. Very good. Very good. Để vào, đúng rồi. Very good. Rồi. Cái ngày hôm nay là cái layup này tôi khuyến cáo các bạn là chúng ta chơi để đẹp mắt nhá. Chơi để đẹp mắt. Ok nhá, bây giờ anh sẽ có một vài thử thách dành cho em ở cái map Ascend đi. Coi như là mình có một chút vài thử thách ở map Ascend. Đây sẽ là một cái trò chơi dành cho Brim, cánh cụt. Thử thách của Brim đó sẽ là bây giờ anh sẽ ném ở cái trái spy ở một nơi bất kỳ trên khu vực bombsite A hoặc là B. Thì nhiệm vụ của em sẽ là cảm quan không gian để có thể lựa chọn cho mình một góc bắn nào đó. Sao cho cái moly này, miễn làm sao cái moly này nó chạm được vào bom. Cái này chạm được vào quả bom. Đó. Viền hay là giữa thì cũng được, tùy. Ok, giờ em đã sẵn sàng nhận thử thách chưa nhỉ? Ok. Thử thách đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái góc spy, thì anh nghĩ rằng là anh sẽ đặt ở khu vực đây đi.
Đây đi. Đấy. Thì em có thể lựa chọn cho mình một cái góc nào đó, miễn là nó không nằm trong bán kính trong đây. Nó sẽ nằm bán kính ở từ khu vực này. Đấy, bắt đầu đây. Cho đến market hoặc là khu vực city tùy em. Đấy, qua market đây. Đấy. Em sẽ nghiên cứu đi. Em sẽ ngồi nhòm qua về cái khu vực quả bom đi. Ok chưa? Rồi. Lựa chọn cho mình cái này em có chắc không? Tại vì cái này thì nó sẽ, anh thấy rằng là em hay bắn ở khu vực ở trong góc kia đúng không? À, không sao, em nhìn bom em đấy. Tại bình thường em đi sáng tạo lớp thì nó cũng tầm này. Thế à. Em có 2 lần. 30 seconds left. Ok. Có trúng không? Cho mọi người xem nào. Không trúng, bị không lệch. Trúng. Rồi, một lần rồi. Thêm một lần nữa. Cái này không được à? Không được à? À, stop time. Đấy, rồi ok. Nào. Cảm quan để xem cảm quan không gian của người chơi Brim nó sẽ như thế nào. Cái căn nha. Khóa thế nhờ. Right here. Okay. Molly. Vậy là đầu tiên Brim cánh cụt đã không thực hiện được thử thách đầu tiên, chỉ có một chút. Ok, vậy là mình đổi một chút sang Bonsai A đi. Cũng là sáng tạo đấy, Đề này khó mà các bạn thấy không? Thử một người chơi Brim nào, để xem là ở khu vực này thì biết rồi này. Đây cũng biết rồi này. Để xem là mình có đặt vào đúng cái chỗ mà Brim thích không nhỉ? Ví dụ như là khu vực đây đi. Rồi ơi. Được chưa? Anh chắc chưa? À, anh chắc chưa ở đây, bây giờ em đứng ở tất cả khoảng vị trí ở đây. À, phải đứng ngoài á. Đúng rồi, phải đứng ngoài đấy. Đứng ngoài à? Phải cứng đến đầu đấy. Anh chắc chưa? Đây đúng không ta? Đây à. Đâu ấy nhỉ? Rồi. Để cho mọi người xem đi, xem một cái. Rồi, một lần. Lần nữa. À. Trông có vẻ xa đấy. Rồi. Cũng được, nhìn nó cũng nghệ đấy. Em liệu rằng mình có thể trên đây mình đặt bom không nhỉ? Thế giả sử bây giờ là đặt bom ở đây đi. Đây. Ok. Đó, ok. Bom ở đây đi. Đâu là bom bom tầm này đúng không? Đây bom tầm bên này cơ. À, bên này giữa cơ. Giữa cơ. Đấy. Đó. Đây giống kiểu là khi mà em bắn với team ấy, mà team lỡ nào vào trong một khoảng thời gian mà team không đặt được chỗ bom mà em ưng ý ấy, thì coi như đây là một tình huống giả lập cho cái việc là đồng đội đã lỡ đặt bom ở đấy. Đấy, em cần phải molly. Không có một cơ hội nào cả. Đồng đội wow beautiful. Ui, anh nghĩ cảnh mà cái quả molly đấy nó đến mà với bọn đang gỡ bom thì chắc nó cũng giật mình lắm ấy. Molly. Này cái này vừa. Ôi được. Quả này vừa. À hôm nọ thì bọn anh có một cái rất là dở hơi ở chỗ ấy, là anh leo anh đặt một cái quả bom khá xấu. Nó rơi vào khoảng này. Đấy. Em dạy anh luôn. Dạy luôn. Dạy anh được. Luôn cho tất cả bom bắt sai mà đồng đội vô tình đặt. Vô tình đặt đấy. Ok. Ví dụ nhá, bây giờ ví dụ cho anh cho em một cái giả lập như này. Đồng đội vào nó sai. Anh leo bát cầm bom. Đồng đội bảo là đặt bom hở. Tại vì mọi người ra hết men đi. Sau anh leo bằng một cái thế lực ở đó, anh leo đứng trong một làn smoke, anh leo đặt quần trong bách xài. Thế bây giờ em phải tìm cách nào? Đấy, đứng. Hết rồi. Nhờ. Thế cần lái ấp nhờ. Đấy. Nói chung mà đây anh em đứng giữa. Giữa, ok. Sau đó nhìn lên đây chúng ta có một cái, này có cái thành này. Cái này cái tòa nhà đúng không? Nó có cái thành. Đấy thì ở đây có hai cái sọc đen. Rồi kê cái sọc đen ở ngoài. Và cái thành này sẽ là tạo thành một cái điểm giao nhau ở đây. Hiểu không? Là cái sọc đen này, cái đuôi của sọc đen này với cái thành nó gần này, nó sẽ có cái điểm giao nhau này. Giữa cái thành đấy, ok. Thì nó như này.
Thì cái layup này rất là đơn giản bởi vì anh đứng ở đây anh nhá được nè. Nó đơn giản mà. Ok. Ok. Vậy là chúng ta sẽ có một cái cuối đi. Mình chui về bo xe B đi. Em ạ, bây giờ ví dụ mà đồng đội đặt con đây đi. Ở đây em có bao giờ đặt ở đây không? Có à. Sao mấy cái chỗ này giới thiệu cho anh em một cái layup nếu mà đồng đội đặt xui xui nhá. Đây đó. Đặt đấy. Đặt đấy cũng là một cái. Đa số mọi người sẽ đặt đấy là vì an toàn. Này. Cái này nè, cái thùng ấy. Ở chỗ cái thùng này có cái điểm nhọn này. Rồi ok ok, đã thấy điểm nhọn. Sệt thanh ngang giữa Molly và Smoke. À đây. Ok, dí thanh ngang giữa Molly và Smoke. Đặt vào cái điểm, đặt vào đây nhá. Okay. Đặt cái bên trái thanh ngang nhá, đặt như okay, này okay. Chuẩn nhá. What the f- Oh my god. Anh sẽ chụp lại tất cả những cái em dạy ngày hôm nay. Anh sẽ viết thành sách mang bán cho anh em chia 50-50. Chưa. Chưa. Đây là Molly phòng trường hợp anh leo bắt lên. Đây là góc layup leo bắt. Đúng. Là layup leo bắt. Vịt quá nhờ. Thế giới nhờ. Ủa anh thích mấy cái thế giới nào á? Ủa cái này còn dễ học chứ? Dạ mà này đơn giản vậy. Bọn nó kiểu what the f. Chúng nó còn tự sao chúng nó bị đốt cơ. Brim. Mình nghệ thế nhờ. Được đấy. Được đấy. Ok. Bạn giờ thì sống với cách sống xa hoa lắm tiền. Bạn từng câu nói đã có uy của người thành công. Nhưng không bao giờ nhớ đến anh em ta từng sống chết. Bạn bè như thế nào xem như chưa từng quen biết. Ngày còn nghèo khó có điều thuốc chung nhau nữa mà. Giàu sầu sang đã quên những khi cơ hàng cùng nhau. Như xưa ta cùng chí hướng hôm nay chung bạn.